Ok, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của mấy anh em mình nha. Thì hôm nay sau bao nhiêu trò chơi đó, thì mình hôm nay mình không có chơi trò chơi nha. Hôm nay thì hôm nay mấy anh em mình sẽ nướng hai cái máy heo nướng sa tế này đúng không? Siêu kê luôn. Hôm nay mấy anh em mình ăn thôi chứ không chơi nha. Thì đây là cái chén sa tế của Quyên làm nè. Đó, chén sa tế, còn đây là hai cái máy heo mình mới mua vừa mới mua lúc sáng luôn nha mọi người. À, hôm nay thì nướng ăn thôi chứ không nấu cháo rồi nữa, đang nấu cháo hai cái máy và một cái máy của thằng Trúc ở đâu sụt sịt đó. rất đói à. Trời rớt qua bên ngoài anh em mình lấy làm luôn các bạn. Cái này thì mình có luộc trước rồi nha mọi người, luộc trước luộc cho nó nướng cho nó chín trước. Trúc đâu lấy ra đánh răng rồi. Còn cái này là cái bếp than nãy giờ mấy anh em mình nhóm, thì bây giờ Úc Quyên lấy cái gì lên đi. Lấy cái gì để ở đây mình nướng đi. Lấy cái gì lên mình nướng. Đó, bỏ cái gì, bỏ cái gì. Xả ra chứ. Đỡ ngang qua đây. Đúng rồi, xì. Rồi xong mình bỏ cái máy heo lên nướng. Rồi bây giờ bỏ hai máy lên cùng lúc luôn. Cầm đi, Úc Quyên bóc lên. Úc Quyên bóc bỏ lên, Úc Quyên. Đừng để đất. Đợi ra nướng rồi từ từ cho. Không, bỏ lên. Đúng rồi. Nướng lên. Rồi, còn cái này. Gõ cái mâm đầu luôn. Hai là chú ơi. Rồi, cái tàu khác. Rồi bây giờ mình sẽ để lên nha một lát nữa. Nó khô miếng thịt lại cái rồi mình sẽ bôi sa tế lên nha mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ nướng. Hôm nay má anh em mình làm một món má heo nướng khổng lồ. Hôm nay lại được ăn rồi các bạn. Hôm nay lại được ăn. Đó. Rồi, bây giờ cái này mình chờ lát nữa nó khô xong rồi mình sẽ bôi sa tế lên nha mọi người. Hai thằng quý này làm gì cầm giỡn dao đụng mình. Cất dao đi. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó nướng hả? Chút nó được ăn là nó mừng lắm các bạn. Chút nó được ăn là nó mừng lắm. Coi cái dao ở sau lưng kìa. Đừng giỡn nó. Rồi bây giờ đỡ mình nướng, mình quạt lửa lên nha, mình nướng cái nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ trở cho nó khô mấy miếng thịt này trước nha mọi người. Ui dồi, nắng nó cháy nè. Chùa coi à. Nè Quang ơi quay sát sát ra nè. Ui dồi coi này, nó xịt mỡ lên nè. Nhìn đã không? Nhìn hấp dẫn quá ha. Mấy cái đầu heo này mình mua rất là to luôn mọi người. Đúng rồi. Luộc nó dính. Được. Chô. Mà sao cái này mình nướng mà nó to quá mọi người. Nóng gì đây. Đó. Hình như hai cái má này nó không đều sao ta. Nó to nó nhỏ sao ta. Về trục trật. Đó, bây giờ mình đỡ đây rồi, mình sẽ bôi cái sa tế lên nha mọi người. Bôi sa tế là đưa hũ sa tế cho anh Trúc. Đây cái hũ sa tế ở Quyên làm này mọi người. Quá tuyệt vời. Này, nướng siêu cây má heo khổng lồ, nướng siêu cây. Đây cái tàu chuối nha mọi người, mình chấm mình quọt lên cho nó đều nè. Cái này nó khô rồi thì mình sẽ quọt cái này lên. Mình dự tính là nướng cái này chắc trong vòng 1 tiếng đó mọi người. Không. Anh luộc rồi nướng nhanh lắm. Không, bên trong nó chưa chín nè. Nó có mới tái à. Từ rồi anh nói chung mình nướng cho nó chín, cho nó kỹ, mình ăn cho nó ngon nha mọi người. Đó, mình bôi lên. Chua, nóng quá. Mình xúc rồi mình tét ra. Xúc bò ra mình tét ra. Chỉ, nó múc về chứ. Nó đâu có điều. Đó, mình bôi lên. Biết nhiều hũ sa tế, nhiều sa tế là đủ không ta? Đủ. Mình bôi 2-3 lần nữa. Wow, hấp dẫn quá các bạn. Chua, nó kêu xèo xèo đá em. Đây các bạn chưa chừng nào điện thoại ra chức năng được hư mùi vị, các bạn sẽ biết nó thùng cái đó thật đó không? Cho chức năng hư mùi vị. Thu qua phải là quay mùi vị là được luôn. Rồi khi nào anh em mình quay xem, anh em mình sẽ quay thành quái các bạn. Rất là thơm nha mọi người. Wow. Không, cái chỗ đây thịt nhiều nó đông nấu ra. Em gọi nó là hàng chí. Cái xương mà gỡ gì? Đây các bạn, sau 30 phút mấy anh em mình nướng ngoài chín rồi. Đây Trúc anh đây. À thôi đừng ngồi đây được. Ok, bây giờ nó chín rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ nhấc cái lấy nó xuống rồi mấy anh em mình sẽ thưởng thức nha. Nói chung là cái này nó to lắm, còn mấy cái có thể ở trong là nó sâu rồi, nó chưa chín này, rồi lát nữa mình ăn xong rồi mình sẽ nướng lại nha. Mình ăn mấy ngồi xong rồi còn ở trong mình nướng lại, hiểu không? Cái miếng này nó to quá. Giờ này khâu quỷ luộc nó chưa chín các bạn. Miếng nhỏ thì nó chín hết rồi, còn miếng lớn thì nó
to quá. Dễ quá. Nãy anh kêu em lột thêm xíu nữa em chịu. Nghĩ ra em lại nói mà cái. Miếng bự lấy mẹ đó nó không như vậy. Đưa mâm vô nè. Một miếng. Rồi đây miếng miếng tiếp theo nha. Vô, cái miếng to. Tắt ra được rồi. À. Mà đỡ như miếng cho đẹp cho tắt đi. Chạy nước miếng, chạy nước miếng. Rồi, nhắc qua nha. Rồi, đưa mâm vô này. Đó, quá tuyệt vời. Chưa? Chị. Giờ cuối cùng múc cháo với anh nha các bạn. Cháo này lại nước dạ. Nấu luôn nha các bạn. Cháo ai làm? À, dạ. Để mâm gì đó một chút. Để mâm. Mọi người ai biết ai làm rồi. Hay hay bốn làm. Cháo này giờ Út nướng làm nha các bạn. Không, này không hết Út Quyên nữa. Cháo này sụp chật làm á. Quay, quay. Anh chiến với mẹ mày. Đâu? Ăn luôn chứ, vừa ăn vừa quay luôn. Ok thì nãy giờ mấy anh em mình nướng cuối cùng thì cũng đã xong rồi nha mọi người. Thì hôm nay là vì lý do là quay ẩm thực nên mình mới ngồi trong cái video ngày hôm nay. Mình sẽ bếp mấy anh em mình, anh sẽ review trước đó nha. Anh sẽ review thử một miếng trước. Đây mình sẽ dùng cái dao mình cắt ra. Vô, nè nó chín rồi. Nói chung là cái miếng nhỏ thì nó chín hơn cái miếng to. Miếng to, cái miếng to nó còn sống rồi. Hồi nãy anh kêu em luộc kỹ thêm xíu nữa. Rồi bây giờ mình sẽ chấm với cái chén nước chấm của Quyên làm luôn nha mọi người. Đó. Rồi mời tất cá mọi người thưởng thức cái món má heo nướng nướng siêu to khổng lồ của Móc và Lóc nha. Chuột ngon. Chua, nó dai. Nhưng mà mình chấm với nước chấm này ngon á. Ngon. Thôi má nem dùng đi. Má nem dùng đi. Vâng. Mình sẽ thưởng thức thêm miếng cháo nữa nha mọi người. Rồi cái cá có muốn. Em nắm mình cái. Mời mọi người miếng nha. Ở đây dạ kịp nè. Rồi mình sẽ làm một miếng cháo nữa nha. Được. Ừ, rồi, rồi đó. Ừ. Còn cháo ngon quá rồi chú Quyên. Cháo cá ngon. Thì hiện tại mọi người biết vì sao thiếu Quang Huy không? Quang Huy nó đang cầm máy quay nha mọi người. Nó đang chay nước miếng rồi đó. Bây giờ mình sẽ thưởng thức nước còn lắc nữa. Mình sẽ quay cho Quyên sau, Quang Huy sau. Quang Huy hy sinh vì nghệ thuật các mọi người. Này mời tất cả mọi người nha. Mọi người miếng thứ hai. Cháo ngon. Cháo ngon. Quyên review miếng thôi chứ. Review chứ. Quyên nói lớn rồi. Này con dao này. Này cái đây. Quyên review miếng nha các bạn. Đây ngon. Mời các bạn. Chấm không? Chấm vừa ăn không? Vừa ăn không? Chấm miếng. Mình thường miếng nó vừa ăn không? Mình cũng tự đây mình ướp. Lớn là Quyên nó nhỏ vậy. Đó, cắt nè. Nó vừa ăn luôn mà chấm nó lại càng ngon nữa. Bây giờ cứ lớn là. Nó bay mùi mè không các bạn? Còn sống không? Trúc, làm miếng Trúc. Vô. Con này còn sống nè. Ủa, ừ. Ừ. Nó dò trong ra rồi. Nó hồng đẹp. Cái miếng trong này nó còn sống thì lát nữa mình sẽ nướng lại nha. Mình sẽ mình hành miếng. Đang ăn miếng chiên trước. Trốt review miếng hơi á. Ồ. Đang ra gái nó có hả? Hơi dâu nghe nghỉ hết chưa? Đang hơi đang chơi miếng á. Tôi sẽ cái review miếng cho mọi người coi thử rồi chứ. Coi thử Quyên không? Không, làm trong quan hình miếng đúng không? Ngon. Ngon ba. Ngon. Thơm thơm ngon. Đây chị ạ. Bên mấy tô nước mưa sao sao vậy? Mọi người ăn. Sao Út Quyền nói có đúng không? Béo. Ngon. Ngon. Dài. Đừng phải đắp. Cho cháo ngon nè. Mọi người vô đâu đi. Cháo y xì luôn á. Mà đang đói bụng nữa mọi người. Ăn khá là ngon luôn. Wow. Ngon quá. Wow gì rồi. Sau bao nhiêu ngày này lâu lắm rồi, mấy anh em mình mới có làm cái lớp clip ẩm thực lại. Bình thường mấy anh em mình chơi trò chơi không à. Hôm nay mình làm ẩm thực, để mấy anh em ăn cho vui. Cái này đó. Mình đang mấy cái miếng chín trước rồi đó nữa. Miếng sống mình sẽ nướng lại cho. Tại vì nó dày quá mà không. Lúc đó anh em mình làm miếng Trung Quốc rồi nha các bạn. Mời tất cả mọi người. Nó cầm lên chắc chả dễ. Rồi mời tất cả mọi người nha. Ngon hơi. Dài.
Đã đúng không? Ừ. Chưa. Chưa. Quá ngon. Ừ, các bạn chín nha. Ít chỗ nào mà mỡ thục đắp mỡ. Ăn béo béo ngon. Ừ. 90. Ngon thế này. Trước đây. Vâng. Đó. Đó. Sao anh ấy? Trưa nay mình với ba mình với mấy đứa em ăn này thay cơm luôn nha mọi người. Mà cay nó ngon không? Ngon cay dài. Mà tất cả mọi người miếng rồi nha. Em tắt ra luôn mọi người. Em tắt ra luôn. Em tắt giống này. Tắt đi. Xíu luôn. Tắt luôn. Tắt luôn. Mở cái dập này. Chuyên mâm đồ như này này. Tắt mặt ra. Ui. Tắt ra. Ăn bên này còn sống hơn. Cái này phải bỏ lại chút người mới. Cắt cái bàn này ngầu cho nó rộng. Xíu xíu chủ trứng ra. Còn cứ ghép cứ cắt ăn từ từ không? Cứ cắt ăn từ từ, chỗ nào sống thì lát mình nướng lại nha mọi người. Vô, mời tất cả mọi người này. Mời tất cả mọi người mình cháo này nha. Mời mọi người nha. Đây thêm cháo không? Nào cháo múc cháo thêm. Ngon. Múc thêm cháo giống cháo. Còn nhiều phút rồi mọi người. Được chưa? Ok. Rồi mình mời với tất cả mọi người thêm miếng cháo rồi nha. Ngon quá. Wow. Nhưng mà cái món má heo này anh em mình làm á thì lúc nãy do mình luộc mình nhắc ra nó hơi sớm nên nó còn sống ở bên trong thì mình ăn nói chung là bên trong nó sâu nó còn sống, nó cháy thì hòa lộn nó còn máu á. Nên nó cũng gây ra cảm giác nó mất ngon không mọi người. Nói chung là nướng như này thì cũng khá là thành công rồi. Tất cả này đều là Ú Quyên làm này, nói chung Ú Quyên có tương lai làm đầu bếp đó mọi người. Đó, thì nói cho nãy giờ cái video này cũng khá là dài rồi á. Thì hôm nay mấy anh em mình làm cái món má heo này để anh em mình bồi bổ sức khỏe rồi bữa sau mình trao tiếp nha mọi người. Chứ bữa giờ cứ trao đá ga được không thì trùm đồ mình đi nó đói bụng không. Anh em mình chơi này đó mình bồi bổ sức khỏe cho anh em. Nói chung là video này ngày hôm nay cũng khá là dài đó. Mọi người nếu mà xem được cái video này thì hãy cho mấy anh em mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho mấy anh em mình nha mọi người. Bây giờ chắc là được nhiều món quá hơn chắc là bây giờ mình xin phép là kết thúc cái video tại đây và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo nha. Bye bye. Bye mọi người.